Cặp tứ kết cuối cùng chốt sổ vòng tứ kết của chung kết thế giới 2022 sẽ diễn ra giữa đội nhất bảng C là Dragon X và đội nhì bảng A là EDG. Sở dĩ người hâm mộ từng nói rằng kết quả bốc thăm vòng 8 đội năm nay sặc mùi drama là bởi ở 4 cặp tứ kết đều có những câu chuyện riêng của nó. Đối với Gido Gaming và Rook là cuộc phục thù dành cho những người đồng hương LPL, với G1 và IMG là tái hiện trận chung kết của MSI 2022. Còn đối với cặp Dragon X đối đầu với EDG lại là mối lương duyên giữa Death và Meiko khi hai người từng thi đấu chung và gặt hái rất nhiều thành công trong quá khứ. Rất tiếc rằng đôi bạn thân này sẽ phải loại nhau khi hai người đang ở hai đầu chiến tuyến. Và ngày hôm nay hãy cùng Hoàng Sama nhận định và dự đoán trận tứ kết cuối cùng của chung kết thế giới 2022 nhé. Trước khi bắt đầu, rất mong anh em để lại thêm những lượt like và subscribe để ủng hộ cho kênh YouTube của mình nha. Dragon X đã có một giai đoạn vòng bảng đầy ấn tượng khi thành công chiếm đoạt ngôi đầu bảng từ Terok. Dòng xanh leo lên từ vòng khởi động với thành tích bất bại và chỉ vấp ngã ở ngày mở màn mà thôi. Để rồi tại lượt về, Dragon X có những màn thể hiện đầy ấn tượng khi đả bại tất cả ngoại trừ Top Esports. Sức mạnh hòa giống số 4 LCK với sự ổn định và kinh nghiệm của cặp đôi Death Barrel, sự đột biến của JK và sự vững chãi của Kingen Piosic. Dù ở một bảng đấu tương đối khó khăn, nhưng các thông số của họ vẫn rất ấn tượng khi có gần 86% tỷ lệ ăn trụ đầu, tỷ lệ chiến thắng khi dẫn trước ở 15 phút đầu hơn 71% và lượng vắng chênh lệch ở phút thứ 15 ở khoảng 2616. Tuy rằng Dragon X là đội thiên về giao tranh tổng về cuối game, nhưng khả năng setup những tình huống ở early game của họ cũng rất ấn tượng để giúp họ toàn thắng ở lượt về. Về phần nhà đương kim lịch EDG thì họ lại cán đích ở vị trí nhì bảng y như 2021 và trùng hợp lại là đứng sau G1. EDG đã không còn mạnh mẽ như khi họ vô địch LPL và chung kết thế giới 2021, nhưng thật sự với tư cách là nhà đương kim lịch của thế giới thì họ vẫn là một thế lực rất đáng gờm. Dù đứng nhì bảng, nhưng các thông số của EDG vẫn tương đối tốt khi chênh lệch vàng ở phút thứ 15 ở khoảng 1400, tỷ lệ khi dẫn trước ở 15 phút ban đầu là 100% cũng như tỷ lệ kiểm soát trụ đầu lên tới con số 83,3%. Ngoài ra, dù là đội đánh theo kiểu truyền thống với mid AD gánh đội, nhưng tỷ lệ có chiến công đầu của EDG lại là 100%, cho thấy nhà đương kim này cũng rất thích tác động sớm để bán đấu. Giờ chúng ta hãy so sánh các kèo đấu ở từng đường. Đứng trên, Kingen đối đầu với Flanre. Kèo đấu đường trên này có lẽ sẽ không nhận được quá nhiều sự chú ý của hai đội vì thường có xu hướng đánh xuống cánh dưới. Xem các thông số như Kinaday, tỷ lệ thắng hay phần trăm tham gia hạ cục thì Kingen cao hơn người đàn anh, trong khi đó Flanre lại nhỉnh hơn ở CS mỗi phút và mỗi phút. Bề tướng của hai người chơi đều không có quá nhiều sự khác biệt khi vẫn là những tướng chống chịu như Maokai, Sejuani hay On và các tướng đấu sĩ như Fiora, Aatrox hoặc Camille. Đây đều không phải là hai mẫu đường trên mạnh về khả năng đi đường bởi lượng CS dẫn chênh lệch so với đối thủ ở phút thứ 15 của Flanre chỉ là âm 11, còn lượng vang chênh lệch ở phút thứ 15 rơi vào khoảng âm 377. Kingen thì cao hơn một chút nhưng cũng chỉ dẫn trước đối thủ về lính ở khoảng 1,3. Ở 15 phút đầu, lượng vàng dẫn trước chỉ ở đâu đó khoảng tầm 213. Những đóng góp của Kingen lẫn Flanre sẽ được thể hiện rõ ràng hơn qua các pha giao tranh tổng. Các thông số của Flanre thấp hơn cũng là dễ hiểu. Ở bảng A, anh phải hai lần gặp Papa Zeus của mình để rồi ăn no hành người bố kém mình tới tận 6 tuổi. Còn đối với Kingen, tuy là gặp Wayward hay Odoame, nhưng anh cũng chỉ làm tròn vai khi mà những Death, ZK đã quá chói sáng rồi. Kèo thi đấu sẽ nhẹ nhàng hơn cho cả hai bởi lẽ Flanre không còn phải gặp Zeus, trừ phi EDG và T1 cùng lọt vào trận chung kết. Kingen cũng tương tự là như vậy bởi vì đối thủ bên phía bên kia chiến tuyến cũng đã trải qua độ chín của sự nghiệp khá lâu. Với kiểu đánh của cả hai team, cùng lối chơi gần như độc lập của Kingen lẫn Flanre, thì đây có lẽ sẽ không phải là điểm nóng trong cặp trận BO5 này. Đi rừng Piosic đối đầu với JJ. Kèo đi rừng của hai bên sẽ rất đáng chú ý trong một meta rừng có tác động nhiều tới ván đấu. Piosic có sự tiến bộ rõ rệt so với giai đoạn LCK, còn JJ đã không còn duy trì được phong độ đỉnh cao như năm ngoái khi đánh bại những Way, Glit hay Kane nền nữa. Xem vào các thông số cơ bản ở chung kết thế giới năm nay như kia đây, tỷ lệ thắng, CS hay vàng mỗi phút thì Piosic nhỉnh hơn, còn JJ chỉ nhỉnh hơn ở tỷ lệ tham gia hạ gục và phần trăm sát thương toàn đội. Về lối chơi thì Piosic đánh nhiều các con bài gây sát thương như Grave, Kindred, Virgo, còn JJ hầu như tất cả các game của EDG ở vòng bảng anh đều sử dụng những vị tướng chống chịu như Sejuani, Maokai hay đặc biệt là con bài Vi. Cả hai người đều có xu hướng chơi năng nổ ở trong giai đoạn ban đầu, chỉ có điều là cách chọn tướng khác nhau mà thôi. Trong game đấu giữa Dragon X và Top Esports ở lượt đi, Piosic đã thi đấu rất tốt tạo lợi thế cho Kingen ở cánh trên, đồng thời đánh cover đường dưới và thành công khiến cho Draven của Jack Club bị phế. JJ cũng có màn thể hiện cực tốt trong game đấu lượt về giữa S của Gaming và Fnatic. Sejuani của anh vừa chủ động đi gank vừa có thể phản gank tạo nhiều lợi thế cho Scar và Viper. Sau đó, S của Gaming chỉ đơn giản là tiến Fnatic ra sân bay khi JJ quá trâu bò, còn Meiko cũng lên đồng với con bài Thresh. Chính vì vậy mà hai người đi rừng sẽ cần giữ được sự năng nổ và đáng tích cực như vậy, cùng một phong thái tự tin và tâm lý vững vàng khi bước vào cặp trận BO5 này. Nói về kinh nghiệm thi đấu thì JJ nhỉnh hơn khi đã là nhà vô địch thế giới, còn Piosic lại có sự khát khao khi anh chàng này chưa được nếm trải vinh quang bao giờ. Đường giữa sẽ là cuộc đối đầu giữa ZK và Scout.
chúng ta sẽ không thể bỏ qua cuộc đọ sức giữa tài năng trẻ Zika và MVP của chung kết thế giới 2021 Scout. Nếu như Zika giống như thời còn ở BLG hay VC Gaming, thì Scout còn dễ bắt nạt chứ hiện giờ thì lại là câu chuyện hoàn toàn khác. Xét về các thông số như Kinaday, tỷ lệ thắng hay CS vàng mỗi phút thì Zika đang nhỉnh hơn chính người đàn anh của mình. Tỷ lệ tham gia hạ gục của hai người gần như là bằng nhau với 61%. Phần trăm sát thương toàn đội thì Scout có tí nhỉnh hơn Zika với 23,8, còn với tài năng trẻ bên phía của DragonX là 22,1. Lượng thứ họ dùng đều không có quá nhiều, và đó đều là những con bài hot trong meta như Azir, Akali hay Sylas. Zika là đường giữa trẻ của DragonX đang thi đấu thực sự ổn định tại khu vực này, dù mới chỉ gia nhập đội tuyển từ tháng 12 năm ngoái. Cùng với Def, Zika đã hủy diệt mọi đối thủ ở vòng khởi động với Akali và cả vòng bảng tại bảng C. Hiện giờ Zika của DragonX là player thiên về xử lý tay to nhiều hơn và có những pha đột biến trong bán đấu ở giai đoạn vòng bảng. Những con tướng nặng về mặt kỹ năng cá nhân như Akali hay Sylas sẽ trở nên rất đáng sợ trong tay Zika. Để hiểu rõ hơn, chúng ta có thể xem lại VOD trận DragonX đối đầu với Rook ở lượt về để xem kỹ hơn Zika đã búa ở cuộc khét ra sao, giúp Rook hiểu từ ao chỉ trong tiếng Hàn là gì. Về phần Scout, anh vẫn là một trong hai carry ổn định nhất của EDG bởi anh luôn tỏ ra vô cùng quan trọng đối với lối chơi của đội tuyển này. Khi Fatray và JJ xuống phong độ, còn Viper không thể luôn gồng gánh hết tất cả, thì Scout tất nhiên phải trở thành carry thứ hai của đội, hay ít nhất có thể make play tốt, giúp người còn lại tỏa sáng. Ở chung kết thế giới năm nay, không chỉ những Faker, Zika hay CO của Akali cực cắt và Scout cũng lên tiếng rõ ràng trong trận đấu lượt về với Cloud9, còn Akali gần 20 số sách chiêu hồn mê dai của anh đã trở thành nỗi ác mộng cho Jensen hay Berserker. Hãy cho đón xem Scout kinh nghiệm đối đầu với Zika trẻ trung thì kết quả sẽ ra sao các bạn nhé. Sát thủ Def đối đầu với Viper. Đây có thể sẽ là kèo đấu đáng chú ý bậc nhất của cặp trận BO5 sắp tới. Bên cạnh đứng giữa, trong khi Def đang có dấu hiệu hồi xuân cực mạnh tại chung kết thế giới, có thể gọi là cuối cùng của mình, Viper cũng đang là sát thủ đương kim vô địch thế giới. Xét với các thông số của hai bên thì bù trừ cho nhau bởi Def sẽ hơn ở tỷ lệ thắng, CS mỗi phút, vàng mỗi phút, còn Viper hơn về lượng kill đây, lượng đam mỗi phút, phần trăm sát thương lên toàn đội và tỷ lệ tham gia mạng hạ gục. Về bệ tướng thì Viper có xu hướng lấy các tướng hyper carry về late game như Jinx, Aphelios hay Sivir, còn Def lại dùng các tướng thiên nhiều và khả năng đi đường như Ashe, Caitlyn hay Tristana. Phải nói rằng Def tuy đã có tuổi nhưng các thông số landing của anh vẫn là rất ấn tượng với việc luôn dẫn trước đối thủ với CS ở 15 phút ban đầu. Chỉ số link chênh lệch ở phút thứ 15 là 17,7 và vàng chênh lệch ở phút thứ 15 là 701. Trong khi đó những con số ấy của Viper chỉ lần lượt là -6, -397. Ở hai trận lượt đi và về giữa T1 và Evo Gaming, Viper bị nằm xuống vài lần dẫn đến hai trận thua của EDG ở giai đoạn vòng bảng. Những trận còn lại Viper tỏa sáng giúp EDG đi tiếp vào vòng tứ kết. Lối chơi của Viper thường xuyên xoay quanh việc phối hợp đồng đội và thi đấu một cách kỷ luật. Viper không chỉ sở hữu những phẩm chất của một xạ thủ hàng đầu, tuyển thủ này còn chơi cực kỳ tinh quái, nhiều lần khiến cho đối thủ bị bất ngờ. Còn với Def, tuyển thủ kỳ cựu này vẫn thể hiện sự ổn định đáng nể cùng với biệt hiệu pháp sư thời gian mà người ta đặt cho anh. Sự bình tĩnh, kinh nghiệm giữ vị trí cực kỳ chuẩn mực trong giao tranh giúp cho Def trở thành khẩu pháo hạng nặng trong đội hình của DragonX. Anh cùng với Zika có thể nói là hai người đánh tốt nhất trong đội hình của dòng xanh từ play-in cho tới bây giờ. Người hâm mộ ắt hẳn rất mong chờ cuộc đọ súng của giữa hai siêu xạ thủ này. Hỗ trợ Barrow đối đầu với Meiko. Điểm chung giữa hai người không chỉ nằm ở vị trí hỗ trợ mà còn do là những nhà kỳ vô địch thế giới. Xét về các thông số cơ bản thì hai bên có sự bù trừ cho nhau khi Barrow cao hơn ở mang tỷ lệ thắng, còn với Meiko thì nhìn hơn ở cả Kidaday và mỗi phút hay tỷ lệ tham gia mạng ảo hụt cho tới điểm tầm nhìn mỗi phút. Về phần bể tướng thì Barrow dùng rất đa dạng khi có tới 6 vị trướng hỗ trợ, từ thuật tay như Braum, Rell, Amumu, hỗ trợ như Lulu rồi cả pháp sư gây sát thương như Heimerdinger hay Lux. Còn với Meiko anh vẫn ưa dùng những chất tướng thuật tay của mình là Thresh, Yumi hay Reata Clash. Barrow tại chung kết thế giới 2022 có lối chơi cực kỳ thực dụng, hủy diệt đối thủ trong dọa đi đường và đóng góp cho đội bằng sát thương. Chính xác là như vậy, các bạn không nghe lầm đâu. Barrow đóng góp tới 13,3% sát thương cho đội, trong khi hầu hết các tuyển thủ hỗ trợ khác con số này chỉ ở mức 9% trở xuống. Còn đối với Meiko, anh thể hiện sự khủng khiếp của mình với Thresh và Yubi. Với con bài xiềng xích địa ngục này, anh chứng minh cho mọi người sự đột biến và am tường của một người chơi hỗ trợ lão làng bậc nhất xứ Trung. Những cú kéo chuẩn xác và cả tình huống lồng đèn kịp thời đã trở thành tiền đề giúp cho hạt giống số 3 của LPL đánh bại Cửu Vân Bang và Fnatic. Trong cặp BO5 sắp tới, vai trò của hai hỗ trợ kỳ cựu này sẽ cực kỳ quan trọng, không thua kém các carry là bao. Xét về kèo thi đấu này thì Hoàng Sama cho rằng gần như sẽ không có sự chênh lệch với 51% tỷ lệ thắng dành cho DragonX và 49% dành cho EDG. Đây cũng sẽ là cuộc đối đầu đầy duyên nợ khi Def có cơ hội đối đầu với Meiko, cũng như đối đầu với đội tuyển làm nên tên tuổi của mình tại LPL. Đây chắc chắn sẽ là cặp trận khó đoán nhất khi cả hai đội đều có những cơ hội chiến thắng là khá ngang nhau. Trước đó, hỗ trợ của EDG cũng đã bày tỏ muốn gặp lại Def, và giờ thì đội trưởng của nhà đương kim vô địch đã được tọa nguyện. Dự đoán kết quả thì mình nghĩ rằng sẽ là 3-2 dành cho DragonX khi họ đang có phong độ rất ổn, còn EDG lại chưa hoàn toàn làm Hoàng Sama cảm thấy an tâm, dù rằng họ chỉ thua mỗi T1 ở giai đoạn vòng bảng mà thôi. Cặp trận tứ kết cuối cùng giữa hai đội sẽ diễn ra vào ngày 24 tháng 10, vẫn vào khung giờ 4 giờ sáng theo giờ Việt Nam.
Các bạn viewer nghĩ rằng kết quả chung cuộc của cuộc đại chiến Trung Hàn Part 2 sẽ có kết quả ra sao? Hãy comment cho mình biết với nhé. Cuối cùng mình xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Nếu thấy hay hãy nhấn like và subscribe để ủng hộ cho kênh YouTube của Bình Luận Viên Hoàng Sa Mai nha. Còn bây giờ thì xin được kính chào và hẹn gặp lại.